quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ hai ngày 2 tháng 11 năm 2020. Thưa quý vị, từ hôm nay Quốc hội tiếp tục kỳ họp thứ 10 đợt 2, họp tập trung tại nhà Quốc hội. Buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình và thẩm tra tờ trình về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông Thang, tỉnh Ninh Thuận và dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An. Sau đó, các đại biểu thảo luận ở tổ về tờ trình này cùng các nội dung quan trọng khác như kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn. Buổi chiều, phần đầu Quốc hội có chương trình họp riêng. Đến khoảng 16 giờ, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi. Thưa quý vị, tiếp tục các hoạt động liên quan đến đoàn công tác do đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đang hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung. Đoàn đã đến thăm hỏi và trao tặng 2 tỷ đồng cho chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đây là kinh phí hỗ trợ đợt 1 của Thành phố Hồ Chí Minh đối với tỉnh Quảng Nam. Ghi nhận của phóng viên HTV đi cùng đoàn gửi về. Dọn dẹp lại ngôi nhà vừa bị ảnh hưởng từ cơn bão vừa qua, bản thân ông Thế, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu khi mọi thứ chỉ còn là đống đổ nát. Thiệt hại có như gần 100% rồi, nó không còn gì nữa hết. Phải đi xin thôi chứ giờ biết làm sao được. Lấy lát về thôi chứ ăn nuốt không nổi hột cơm mà nấu rồi cũng bỏ thiêu rồi. Riêng ở huyện Núi Thành ấy, thì có 17 người bị thương. Hơn 3.000 ngôi nhà bị tốc mái và hệ thống hạ tầng bị hư hỏng rất là nặng. Dự kiến trong khoảng 3 ngày nữa là sẽ khắc phục xong về điện. Còn về trường cơ bản cũng đã khắc phục. Kính thưa quý vị, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là một khu vực nằm ven biển. Đây là địa phương nằm sát tâm bão, do đó chịu thiệt hại rất nặng nề về kinh tế cũng như dân sinh. Ước tính đến thời điểm hiện tại thì nơi đây đã thiệt hại hơn 350 tỷ đồng. Còn trên toàn tỉnh Quảng Nam, hàng ngàn nhà dân đã bị tốc mái, hư hỏng. Tình trạng cúp điện trên diện rộng vẫn đang tiếp tục. Một số xã ở các huyện miền núi, giao thông bị chia cắt. Cái tình trạng là bão chồng bão, cho nên là cái tình hình thiệt hại của tỉnh Quảng Nam cho đến nay cũng hết sức là lớn. Tổng cái số tiền thiệt hại mà chúng tôi thống kê ban đầu thì nó cỡ khoảng 5.000 tỷ. Về cái số người chết và mất tích, kể cả cái các cơn bão trước thì hiện nay là 60 người. Cái số người mất tích còn lại 24 người thì chúng tôi đang tích cực để tìm kiếm. Cái số nhà thiệt hại khoảng 50% đã lây nhé. Thì hiện nay chúng tôi thống kê ban đầu là nó khoảng 1.500 nhà. Trong đó thì cả khoảng 300 nhà là sập hoàn toàn. Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm các nạn nhân bị thương do sạt lở núi tại huyện Trà My đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Động viên các gia đình vượt qua nỗi đau, tiếp tục cố gắng bước về phía trước. Con đau nhiều không con? Ráng nghe bác sĩ chích thuốc ra nha. Bác sĩ cho uống thuốc, mau hết bệnh đi học với bạn bè nha. Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng các phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nhà bị sập hoàn toàn. Chúng ta lại tiếp tục đề xuất. Tổng hai đợt là khoảng 18 tỷ, chưa tính hàng hóa đối với Quảng Nam, Quảng Ngãi, bởi vì những cái thiệt hại quá. Mưa, trời tạnh ráo, sông nước rút chậm khiến nhiều địa phương tại các vùng trũng của các huyện Thanh Chương, Hưng Nguyên, Đô Lương của tỉnh Nghệ An vẫn đang còn nhiều nhà dân bị ngập nước, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo các địa phương nước đã rút, nhanh chóng triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Theo thống kê, trong đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh Nghệ An có 7 người chết và mất tích. Hiện toàn tỉnh Nghệ An có 94 xóm với tổng số 14.500 nhà dân bị ngập lụt. Trong đó có 27 xóm bị cô lập do các tuyến đường chính vào trung tâm xã bị ngập nước, giao thông bị chia cắt. Đối với các địa phương có nhà dân bị ngập nước và cô lập, chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Nghệ An cũng đã cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch cho người dân, tuyệt đối không để người dân bị đói khát do mưa lũ.
Hà Tĩnh đã ngất mưa, nước tại các con sông trên địa bàn đã xuống chậm, nhưng một số khu vực thấp trũng như ở huyện Đức Thọ, Vũ Quang, nhiều hộ dân vẫn đang bị cô lập. Đặc biệt, tình trạng sạt lở đất diễn ra khá nghiêm trọng, uy hiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Con đường liên thôn thuộc xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, giờ đây đã bị nước lũ cuốn trôi, gây chia cắt thôn xóm. Nước lũ đã gây sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền hơn 5 mét. Nhà dân đã bị trút lử, là có như là nhiều đoạn đường là bị cắt đứt không đi được, nhà cửa là bị sập hết cả, có tài sản của nhà như trong nhà là trôi hết, không có cái gì dùng là hết cả. Giảm thiểu cái sự sói lở gây sụp lún ở tại thời điểm này. Còn về lâu dài thì chúng ta các cái vị trí này thì cần phải có một cái biện pháp nó mang tính kiên cố, đó là cần phải kè chống sạt lở. Mực nước sông Ngàn Sâu, sông La vẫn đang ở mức cao. Mưa lũ đã gây ngập lụt 49 xã của 7 huyện với 5.200 hộ dân. 1.000 cán bộ chiến sĩ đến các cái khu vực sạt lở, gia cố là để bảo đảm an toàn cho người dân. Lần nước rút đến đâu thì lực lượng vũ trang huy động giúp nhân dân khắc phục hậu quả đến đó, nhanh chóng ổn định tình hình và ổn định cuộc sống cho người dân. Trong lúc này, người dân Hà Tĩnh đang đối mặt với nhiều khó khăn do lũ lụt, mưa lớn, sạt lở đất và cả lốc xoáy. Tình hình mưa lũ có thể kéo dài vài ngày tới. Đời sống người dân đã vô cùng khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Tin cập nhật về cơn bão số 10, cơn bão Goni. Hồi 4 giờ sáng nay, 2 tháng 11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km/h. Giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 4 giờ sáng mai 3 tháng 11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 340 km về phía đông đông nam, tiến vào khu vực Quảng Nam Phú Yên, giật cấp 12. Dự báo sau đó, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hôm qua 1 tháng 11, bão Goni, cơn bão mạnh nhất thế giới năm nay, đã làm ít nhất 4 người chết khi quét qua Philippines. Điều xảy ra tại tỉnh Abay ở vùng Bicol. Tuy nhiên, cơn bão này đã bắt đầu suy yếu. Vào cuối giờ chiều ngày 1 tháng 11, sức gió của bão Goni đã giảm xuống 165 km/h, giật đến 230 km/h nhưng vẫn rất nguy hiểm. Theo cơ quan khí tượng Philippines, tâm bão đang cách vùng đô thị Manila khoảng 70 km về phía nam. Sân bay chính của Manila đã được đóng cửa trong vòng 24 giờ từ Chủ nhật đến thứ Hai. Hàng chục chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy bỏ. Quân đội, cảnh sát quốc gia cùng lực lượng bảo vệ bờ biển đã được đặt trong tình trạng báo động toàn bộ. Theo cơ quan đối phó thảm họa Philippines, hiện có khoảng 347.000 dân đã được sơ tán, thấp hơn so với con số 1 triệu người được công bố vào thứ Bảy. Bộ Nông nghiệp thì thông báo hơn 1 triệu tấn lúa và 45.000 tấn ngô đã kịp thời được cất trữ ở nơi an toàn do nông dân nhận được cảnh báo bão từ sớm. Tiếp theo, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua nội dung các báo phát hành hôm nay. Hợp tác phát triển sản phẩm quốc gia về lúa gạo là bài viết đáng chú ý trên báo Nhân dân. Đề án phát triển sản phẩm quốc gia đối với sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao đến nay đã chọn tạo được 18 giống lúa mới để bổ sung vào cơ cấu giống lúa. Doanh nghiệp cần được nhà nước hỗ trợ đầu tư về vốn, mặt bằng để mở rộng sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất giống và đầu tư nhà xưởng, dây chuyền chế biến gạo để chủ động tạo ra giá cho các sản phẩm mới, tránh bị ép giá, thiệt thòi cho người nông dân. Sau hơn 4 tháng thi công, dự án cải tạo nâng cấp đường sắt hạ cánh, đường lăn sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cơ bản đã hoàn thành hạng mục chính. Theo báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để kịp khai thác vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Việc xây lắp các đường lăn và các thủ tục nghiệm thu, bài hiệu chuẩn sẽ được hoàn thành và hoàn chỉnh trước ngày 10 tháng 12. Dự kiến đầu năm 2021, dự án sẽ được đưa vào khai thác. Đặc biệt, bộ này phải phấn đấu đưa dự án vào khai thác trước ngày 31 tháng 12 để phục vụ người dân đón Tết Dương lịch 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu. Đến cuối tháng 10 năm 2020, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều điểm nóng giao thông. Thống kê mới nhất cho thấy các điểm nóng ùn tắc giao thông vẫn chủ yếu tập trung ở khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, khu vực cảng Cát Lái và khu vực trung tâm thành phố. Theo các chuyên gia, bên cạnh các giải pháp công trình và phi công trình, rất cần đến sự hỗ trợ phối hợp từ nhiều phía, nhiều cơ quan chức năng khác. Đồng thời, công tác quy hoạch và chỉnh trang phát triển đô thị đòi hỏi phải có cách làm mới. Thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng.
Mạnh tay với tín dụng đen là bài viết đáng chú ý trên báo Tuổi Trẻ. Hiện nay, cả nước có hơn 10.700 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen dưới các hình thức hụi, họ, đa cấp, tài chính, tiền ảo, lãi suất các đường dây tín dụng lên đến 1.600% một năm, và các đường dây này vẫn đang lách luật để hoạt động. Theo các chuyên gia, cần cải tổ hệ thống tài chính, tín dụng ngân hàng để doanh nghiệp, người dân có thể tiếp cận kênh tín dụng chính thức dễ dàng. Bộ Công an cũng đã lập tổng đài 456 để công an các địa phương tiếp nhận tin báo về tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo liên quan đến tín dụng đen. Tin thế giới, hôm qua 1 tháng 11, Công đảng và Đảng Xanh của New Zealand đã chính thức ký thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh. Việc Công đảng lựa chọn liên kết ngay cả khi đã có đủ số phiếu bầu để tự đứng ra thành lập chính phủ độc lập cho thấy, chính đảng lớn nhất New Zealand muốn tận dụng thế mạnh của Đảng Xanh và có được sự đồng thuận mạnh mẽ trong Quốc hội trong những vấn đề chủ chốt. Theo thỏa thuận được công bố vào tối 31 tháng 10, Đảng Xanh sẽ nắm giữ các vị trí Bộ trưởng Không bộ và phụ trách các lĩnh vực về khí hậu, môi trường, trẻ em và an sinh cộng đồng. Những lĩnh vực hai bên hợp tác bao gồm đạo luật trung hòa carbon, bảo vệ môi trường và các vấn đề về phúc lợi. Không giống như những thỏa thuận khác, thỏa thuận này không đòi hỏi sự đồng thuận. Nó cho phép hai đảng trong liên minh vẫn giữ được quan điểm độc lập trong một số lĩnh vực, nhưng bên cạnh đó cũng có cơ hội hợp tác trong một số lĩnh vực khác. Trước đó, trong cuộc tổng tuyển cử ngày 17 tháng 10, Công đảng theo đường lối trung tả của Thủ tướng Ardern đã giành được 64 trên 120 ghế tại Quốc hội, đủ quyền đứng ra thành lập chính phủ riêng. Đây cũng là lần đầu tiên một chính đảng ở New Zealand có được số phiếu quá bán trong Quốc hội kể từ khi nước này áp dụng hệ thống bầu cử theo tỷ lệ năm 1996. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã tới Azerbaijan để hội đàm về tình hình khu vực Nagorno-Karabakh. Chuyến thăm diễn ra chỉ một ngày sau khi phía Armenia đề nghị Nga hỗ trợ an ninh. Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thông báo ông đang có mặt ở thủ đô Baku để tái khẳng định sự ủng hộ với Azerbaijan, đồng thời trao đổi về những diễn biến mới nhất ở khu vực xung đột Nagorno-Karabakh. Chuyến thăm diễn ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Armenia đề nghị Nga khởi động cơ chế tham vấn khẩn cấp về hỗ trợ an ninh, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị cuốn vào cuộc xung đột không có hồi kết ở Nagorno-Karabakh. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow chỉ cung cấp những hỗ trợ cần thiết nếu xảy ra giao tranh bên trong lãnh thổ Armenia. Truyền thông Trung Đông mới đây đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua thương vụ bán máy bay chiến đấu tàng hình tối tân F-22 Raptor cho Israel. Thông báo đã được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đưa ra trong cuộc hội đàm với phái đoàn cấp cao của Israel. Ngoài ra, Washington cũng có chủ trương bán các loại vũ khí dẫn đường chính xác cho lực lượng phòng vệ Israel. Thông tin này xuất hiện trùng với thời điểm Quốc hội Mỹ đã thông qua thương vụ bán 50 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với giá trị ước tính lên tới 10 tỷ đô la Mỹ sau khi Abu Dhabi bình thường hóa quan hệ với Israel. Năm 2011, Mỹ đã ngừng sản xuất máy bay tàng hình F-22 Raptor và cấm bán loại máy bay chiến đấu tối tân này cho nước ngoài. Năm 2014, F-22 Raptor đã thực hiện các cuộc không kích đầu tiên trong khuôn khổ chiến dịch của Mỹ chống lại các tay súng của tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria. Tính đến hôm qua, đã có ít nhất 60 người thiệt mạng trong vụ động đất ngày 30 tháng 10 tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi hy vọng tìm được những người sống sót cũng ngày càng thấp dần. Theo thông tin từ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, nước này có 58 người thiệt mạng tại thành phố ven biển Izmir, 896 người khác bị thương, 200 người trong số đó phải nhập viện điều trị. Hy Lạp cũng thông báo có hai thiếu niên tại đảo Samos thiệt mạng, cùng ít nhất 19 người khác bị thương. Tại quận Pyrakli của thành phố Izmir, 20 tòa nhà đã bị phá hủy do thiếu khả năng chống động đất. Trận động đất ngày 30 tháng 10 có cường độ 6,9 độ Richter với tâm chấn ở khu vực biển Aegean, phía đông bắc đảo Samos của Hy Lạp. Sau đó hơn 500 dư chấn tiếp tục được ghi nhận, trong đó có tới 35 dư chấn có cường độ từ 4 độ Richter trở lên. Thổ Nhĩ Kỳ là một nước nằm trên nhiều đứt gãy địa chất và thường xuyên phải gánh chịu các trận động đất. Năm 1999, hai trận động đất mạnh ở phía tây bắc nước này đã khiến 18.000 người thiệt mạng. Tính đến sáng nay, trên toàn thế giới đã có hơn 46,5 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 1,2 triệu người đã tử vong. Châu Âu đang tiếp tục chật vật trước làn sóng lây nhiễm thứ hai.
Trong ngày 1 tháng 11, Nga có thêm 18.665 ca nhiễm mới, mức tăng kỷ lục từ đầu dịch đến nay, trong đó có hơn 5.200 ca tại thủ đô Moscow. Bất chấp dịch lây nhiễm đang tăng rõ rệt trong những ngày vừa qua, các quan chức Nga vẫn bác bỏ ý tưởng phong tỏa toàn quốc hay giới hạn hoạt động của các doanh nghiệp. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu khác như Anh, Pháp, Bỉ, Áo hay Bồ Đào Nha đều đã công bố kế hoạch phong tỏa lần hai kéo dài từ 4 đến 6 tuần lễ. Tuy nhiên, các quy định đều nhẹ hơn so với đợt 1, khi trường học cùng với các cửa hàng không thiết yếu hay doanh nghiệp sản xuất vẫn được hoạt động. Tại một số nước châu Á, tình hình cũng bắt đầu trở nên đáng lo ngại hơn. Iran ngày 1 tháng 11 ghi nhận 434 ca tử vong, cao nhất từ trước đến nay, đồng thời cũng có 7.719 ca nhiễm mới và dự báo sẽ tiếp tục tăng. Tại Ấn Độ, mùa lễ hội Diwali đang tới gần, cũng sẽ khiến tốc độ lây nhiễm tăng trở lại khi người dân tập trung đến các địa điểm công cộng hay trung tâm mua sắm mà không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Trong khi đó, Australia bước vào ngày đầu tiên của tháng 11 với tin vui không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào trong cộng đồng. Lần đầu tiên sau gần 5 tháng, kết quả này có được là nhờ bang điểm nóng Victoria đã cắt được chuỗi ngày lây lan dịch bệnh và chính phủ Australia đã kịp thời ban hành một loạt biện pháp phong tỏa khi làn sóng dịch thứ hai vừa xuất hiện. Theo thông báo, bang Victoria, nơi chiếm tới hơn 90% số ca tử vong vì COVID-19 ở Australia, không có ca mắc mới trong ngày 31 tháng 10 và 1 tháng 11. Như vậy, đây đã là lần đầu tiên kể từ ngày 9 tháng 6, Australia không có ca mắc mới trong cộng đồng. Chúng ta đang đi đúng lộ trình để đạt được mục tiêu mà Thủ tướng đã đề ra, đó là mở cửa trong nước trước dịp Giáng sinh. Kể từ khi dịch bùng phát cho tới nay, Australia đã ghi nhận khoảng 27.590 ca mắc COVID-19, ít hơn nhiều so với đa số các quốc gia phát triển khác. Đóng cửa biên giới, áp đặt giãn cách xã hội, tiến hành xét nghiệm rộng rãi và truy vết là những biện pháp được chính phủ Australia áp dụng ngay từ đầu. Riêng tại điểm nóng Victoria, chính quyền bang này đã áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất và kéo dài nhất thế giới lên tới 111 ngày để phòng chống dịch. Lệnh này vừa mới được dỡ bỏ để mở đường cho các biện pháp nới lỏng khác trong thời gian tới. Bản tin sáng nay xin được trở lại với phần tin trong nước. Thưa quý vị, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11, Ban công tác Mặt trận ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Thực hiện chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay xã Tân Thới Nhì đã xóa 3 điểm đen về rác và tiếp tục duy trì không để phát sinh rác. Hưởng ứng được thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, ấp đã triển khai thực hiện công trình camera an ninh, vận động lắp đặt 23 mắt camera, 10 đầu thu, đồng thời ủng hộ quà tặng đến 345 hộ nghèo, cận nghèo, người dân lao động tự do gặp khó khăn với kinh phí gần 400 triệu đồng. Từ nay đến Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, ấp tiếp tục tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo trong cộng đồng dân cư. Dịp này, xã Tân Thứ Nhì cũng đã biểu dương gương người tốt việc tốt, khen thưởng tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xã cũng đã đăng ký và phát động thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng và tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2020 gắn với các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật trong đoàn viên thanh niên, Đoàn khối Dân chính Đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội Thanh niên bảo vệ pháp luật cho các sinh viên các trường đại học đào tạo chuyên ngành luật trên địa bàn. Tại ngày hội, các bạn sinh viên đã được tham quan tuyến đường sắt đô thị tại cổng số 5 ga Nhà hát thành phố. Hôm nay là lần đầu tiên được đến đây thì với tư cách là một đoàn viên thanh niên cảm thấy rất là vui và phấn khởi khi mà được nhìn thấy những sự hiện đại mới của cái nhà ga này. Tham quan cái tuyến metro này thì bản thân em cảm thấy rất là vinh dự và bản thân em sẽ cố gắng học tập, ra sức thi đua, trước mắt là một công dân tốt, rồi sau đó có thể trở thành một luật sư tốt hoặc là một thẩm phán tốt để giúp ích cho xã hội. Tham quan những công trình như thế này, các bạn sẽ thấy rằng là thành phố mình ngày càng hiện đại, thành phố mình định hướng xây dựng thành phố thông minh. Cho nên là các bạn sẽ phải nỗ lực, phải cố gắng nhiều hơn nữa để biết đâu một ngày nào đó chính các bạn là những người đóng góp xây dựng những công trình to lớn hơn, đẹp hơn những công trình này nữa.
Trong khuôn khổ ngày hội, các bạn đoàn viên thanh niên đã được tìm hiểu về các cơ quan tư pháp của thành phố và được nghe tuyên truyền về những kiến thức thực thi pháp luật xoay quanh chủ đề Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh chung tay nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật và ý thức thượng tôn pháp luật. Thông qua chương trình này, các bạn sẽ được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tế với các đồng chí là đoàn viên của khối nội chính tư pháp trực thuộc đoàn khối. Các bạn vừa được tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, bộ máy hoạt động, cũng vừa được chia sẻ những cái kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các hoạt động thực thi bảo vệ pháp luật. Và đây cũng sẽ là những cái kiến thức, kỹ năng rất là bổ ích để các bạn có thể phục vụ tốt hơn trên giảng đường nhà trường và sau này sẽ trở thành những người công chức tốt. Chủ hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 được tổ chức càng khẳng định sự tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ. Liên hoan khoa học kỹ thuật các cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh thành khu vực phía Nam năm 2020 đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh do nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức. Liên hoan thu hút hơn 1.000 em thiếu nhi đến từ 7 tỉnh thành khu vực phía Nam và 24 nhà thiếu nhi trong thành phố Hồ Chí Minh tham gia. Liên hoan đã diễn ra trong không khí tranh tài hào hứng, sôi động và gây cấn với các nội dung gồm sân chơi Rubik, lắp ráp và điều khiển robot, thực hành bắn tên lửa nước, sân chơi bong bóng tạo hình. Các hoạt động đã tạo ra sân chơi bổ ích thiết thực, khuyến khích các em thiếu nhi tìm hiểu sử dụng ứng dụng công nghệ khoa học vào thực tế cuộc sống hàng ngày. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống tình báo quốc phòng 25 tháng 10, câu lạc bộ con em tình báo biệt động Sài Gòn Gia Định đã chính thức ra mắt. Câu lạc bộ được thành lập dựa trên cơ sở những hoạt động ý nghĩa của hệ thống bảo tàng của điệp viên biệt động Trần Văn Lai, tự Mai Hồng Quế, bí danh Năm U Song, do ông Trần Vũ Bình, con ông Trần Văn Lai xây dựng, giúp thế hệ trẻ hiểu về những chiến công thầm lặng, vẻ vang của lực lượng biệt động Sài Gòn xưa. Câu lạc bộ cũng là cầu nối phát huy truyền thống yêu nước, giúp thế hệ trẻ hiểu được sự hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của các thế hệ ông cha đã đổ bao xương máu để có được ngày hòa bình độc lập thống nhất hôm nay. Sau thời gian tăng trưởng mạnh nhưng ngắn hạn trong thời điểm hè, dịch COVID-19 quay trở lại đã khiến ngành du lịch trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Thời điểm này, ngành du lịch đang triển khai nhiều giải pháp để đạt mức tăng trưởng cao trong quý cuối cùng của năm nay. Thời điểm này, các đơn vị lữ hành đang triển khai nhiều kế hoạch ra mắt các sản phẩm kích cầu giảm giá sâu để thu hút khách du lịch trong nước, đặc biệt hướng đến phục vụ khách du lịch cá nhân, nhóm khách nhỏ và nhóm khách gia đình. Công ty chúng tôi cũng đang tập trung xây dựng một số các cái gói combo du lịch phục vụ cho các nhóm khách lẻ, các nhóm gia đình có nhu cầu đi du lịch theo cái hình thức này. Các chuyên gia nhận định, mặc dù gói kích cầu đã được triển khai, nhưng ngành du lịch sẽ chỉ tăng trưởng ở mức vừa phải, bởi thời điểm cuối năm nhu cầu du lịch hưởng thụ của người dân cũng không cao như dịp nghỉ hè hay Tết. Kích cầu đúng vào cái thời điểm mở cửa sớm và đặc biệt là cái sự chuẩn bị tốt thì tôi nghĩ rằng là cái việc kích cầu cũng hoàn toàn là thành công. Nhưng tất cả những cái biện pháp này là phải làm rất là bài bản. Tuân thủ nghiêm túc cái mục tiêu kép, tức là chúng ta đảm bảo phòng chống dịch nhưng vẫn phải đảm bảo các cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Và đây cũng sẽ là một, tôi nghĩ rằng đó là một cái bước thử nghiệm ban đầu rất là tốt để cho ngành du lịch có thể triển khai các hoạt động du lịch, đặc biệt là các hoạt động du lịch nội địa trong thời gian tới. Tổng cục Du lịch đã phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng ứng dụng Du lịch Việt Nam An toàn. Điểm nổi bật của ứng dụng là du khách và đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch có thể trực tiếp tương tác với nhau trên hệ thống để kiểm tra thông tin mức độ an toàn dịch COVID-19 theo các tiêu chí đã đăng ký, nhằm tạo sự tin tưởng cho du khách. Khi tất cả mọi người đều tham gia thì lúc đó là ví dụ du khách có thể đánh giá các cái điểm đến có đạt tiêu chuẩn không, thế và đánh giá khi cả thành cả một hệ thống rồi thì tương tác với nhau thì lúc đó là du khách vào thì sẽ nhìn thấy cái điểm này các người khác đánh giá như thế nào. Với những diễn biến khó lường của dịch bệnh, khách quốc tế sẽ không tăng mạnh trong những tháng cuối năm. Muốn tăng trưởng, du lịch nội địa được xem là mục tiêu quan trọng và cần được tập trung phát triển. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chuyên gia người Hàn Quốc dương tính với SARS-CoV-2 tại Nhật Bản sau khi rời khỏi Thành phố Hồ Chí Minh đã có kết quả xét nghiệm âm tính trong 2 ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2020, đều có kết quả âm tính.
Tuy nhiên, kết quả này không có cơ sở để phủ định kết quả test nhanh tìm kháng nguyên SARS-CoV-2 của người này tại sân bay Narita, Nhật Bản vào ngày 24 tháng 10 với kết quả dương tính. Tổng cộng có 48 người được xác định là F1 của chuyên gia người Hàn. Các trường hợp này sẽ được làm xét nghiệm và chỉ kết thúc cách ly khi kết quả xét nghiệm âm tính. Thưa quý vị, bệnh huyết áp, kể cả huyết áp cao hay huyết áp thấp, đang ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là ở người cao tuổi. Bệnh là nguyên nhân chính gây ra tử vong và các tàn phế do các biến chứng về tim, não, mạch máu. Bệnh không thể chữa khỏi nhưng có thể kiểm soát được. Bệnh huyết áp có thể xảy ra bởi các nguyên nhân như béo phì, làm việc căng thẳng, lối sống không lành mạnh, tiêu thụ rượu bia quá nhiều. Người bệnh có thể mắc bệnh cao huyết áp và không có bất kỳ triệu chứng rõ ràng nào cho đến khi họ gặp một cơn đột quỵ hoặc đau tim. Do đó, đo huyết áp thường xuyên và có lối sống lành mạnh là cách phòng ngừa hiệu quả. Để góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi đến với cộng đồng, 10.000 máy đo huyết áp sẽ được trao tặng cho người trên 50 tuổi trên toàn quốc theo hình thức đăng ký trực tuyến và giao hàng tận nhà. Máy đo huyết áp cho toàn và những người từ 50 tuổi trở lên thì như thế này là rất tốt. Thì nói chung là những người nghèo mua một cái máy đo trên 1 triệu cũng rất khó. Đưa ra những cái chương trình này thì rất là tốt cho toàn xã hội. Chúng tôi muốn thông qua chương trình này nhắc nhở đến tất cả các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ chúng ta đang rất bận rộn trong cuộc sống, là bận rộn với công việc của mình, nhưng chúng ta cũng cần phải quan tâm nhiều hơn đến các ba mẹ của mình, bởi vì chính ba mẹ là những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh sức khỏe để chúng ta có được như ngày hôm nay. Chương trình hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu người cao tuổi tại Việt Nam. Hôm nay thưa quý vị, bước sang tháng 11 năm 2020, nhiều chính sách pháp luật mới có hiệu lực thi hành như chính sách phát triển giáo dục mầm non, quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Từ ngày 1 tháng 11, Nghị định 105 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý chính là quy định về việc hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ đang theo học ở những cơ sở giáo dục mầm non tại các địa phương đặc biệt khó khăn, ven biển, hải đảo, trẻ hộ nghèo, cận nghèo, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài ra, giáo viên mầm non tại các trường dân lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng một tháng. Chính sách đối với giáo viên mầm non dạy hợp đồng hưởng chế độ, chính sách như viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập được thực hiện đến hết năm 2021. Theo điều lệ trường trung học cơ sở trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kể từ ngày 1 tháng 11, học sinh cấp 2, cấp 3 được phép sử dụng điện thoại trong giờ học để phục vụ cho việc học tập và phải được giáo viên cho phép. Giáo viên cũng không còn cấm bị sử dụng điện thoại khi đang giảng dạy trên lớp. Bên cạnh đó, giáo viên cấp 2, cấp 3 cũng không được phê bình học sinh trước lớp, trước trường khi học sinh vi phạm khuyết điểm. Từ ngày 15 tháng 11, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và được hỗ trợ 3,63 triệu đồng một tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong giờ học tập. Thời gian hỗ trợ được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường, nhưng không quá 10 tháng một năm học. Thay thế cho Nghị định 41 năm 2012, từ ngày 15 tháng 11, Nghị định 106 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập sẽ có hiệu lực. Hai căn cứ xác định vị trí việc của viên chức sẽ bao gồm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập, mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi, đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Bên cạnh đó, Nghị định còn bổ sung tiêu chí phân loại vị trí việc làm của viên chức theo khối lượng, tính chất và nội dung công việc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị có một tuần làm việc hiệu quả. Kính chào tạm biệt.